Xin chào tất cả mọi người. Như vậy thì sau một tuần mọi người, chính xác là 7 ngày đấy, ngày hôm nay chúng ta mới quay trở về với, lại với cái trang trại của mình. Và cũng rất là cảm ơn mọi người, trong thời gian qua chúng ta cùng đồng hành lẫn nhau. Mặc dù thời gian Tết bận biểu nhưng mà chúng ta cũng nhận rất là nhiều cái thông tin và những lời chúc phúc đầu năm mới đến từ tất cả anh em trên mọi miền. Thì đó là cũng một cái niềm vui của những người làm tin tức, làm YouTube như em. Chúng ta hiện tại là vẫn còn một con trống đây, nhóc những con mà gọi là quá kém. Rồi chuẩn bị chúng ta chuồng ô này là để cho những con phát sinh, những con bệnh phát sinh nặng trong cái giai đoạn cuối cùng. Và chúng ta có hai cái ô liền kề là ô đèo. Cái lứa này mùa mưa, nhập theo mùa mưa và xử lý không tốt mọi người, thì nó ảnh hưởng là chúng ta cái số lượng đèo hơi lớn. Còn lại bên đây thì tương đối là phát triển cũng tạm được. Thì nhìn sơ qua về heo mọi người, thì nếu mà nó nằm như thế này chúng ta không đánh giá được hết vấn đề. Bởi vì heo nhìn rất là mướt về cái thể trạng bên ngoài. Tuy nhiên thì khi đứng trong chuồng nuôi thì chúng ta thấy nó tương đối là vẫn còn rất là nhiều vấn đề, như là thở bụng nặng, rồi nó chuyển qua là đi sẹo, đi khủy gối. Đó là những cái vấn đề của bệnh Meiko. Cái lúc nó xảy ra cái vấn đề này, nó xảy ra từ nhỏ, lúc nhỏ chúng ta không giải quyết được vấn đề thông thoáng sớm, và để cái vấn đề tiêu chảy xảy ra hơn vài ngày, môi trường nó tương đối kém. Thì đến nay tầm 3 tháng đó mọi người, hiện tại thì chúng ta là 3 tháng 5 ngày rồi, theo của chúng ta nó xảy ra cái vấn đề Meiko. Mặc dù đã đánh thuốc nhưng mà hiện tượng bên ngoài thì chúng ta thấy tương đối là hết, nhưng nhìn kỹ thì nó vẫn còn tương đối nhiều. Cho nên là giai đoạn này nếu chúng ta không hỗ trợ, không chăn nuôi tốt, thì không chăm sóc tốt đó mọi người, thì cái vấn đề nó sẽ vào và bắt đầu giai đoạn bóng, tức là giai đoạn cấm bóng ấy, giai đoạn cuối ấy, giai đoạn thúc đây, nó sẽ xảy ra sẽ rất là nhiều vấn đề. Bởi vì ở đây chăn nuôi tụi em là đi theo bóng giai đoạn cấm, và thường cấm bóng thì nó rất nhiều, và không biết là người ta làm cái nguyên liệu nó khác như thế nào, mà chúng ta thấy là nó thường thường ấy, giai đoạn này, giai đoạn cuối cùng đây, nó xảy ra vấn đề rất là nặng, và hầu hết trên các bầy heo luôn mọi người, không phải gì riêng gì chúng ta. Cho nên là chúng ta luôn luôn sắp xếp để chừa lại một cỗ trống như vậy, để cho cái giai đoạn cuối những con nào nó xảy ra thì chúng ta nhốt riêng. Đó là cái kết mà chúng ta làm ở đây. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với thông tin giá cả thị trường, công việc hàng ngày của chúng ta khi bước đầu video. Thì đầu tiên thì chúng ta cũng có một cái thông tin tương đối vui mọi người. Đây là thông tin bên lề. Đó là cái giá ngô của thế giới đang giảm mạnh trong 2 tháng đầu năm 2024, khiến cho giá ngô chào bán về Việt Nam của chúng ta nửa cuối năm 2024 chỉ còn quanh mốc là 5.800 cho đến 5.900 đồng một ký, có thể khiến cho giá cám thành phẩm tiếp tục sẽ được điều chỉnh giảm giá. Như vậy là trong khoảng vài tháng nữa mọi người, chắc cũng phải đợi vài tháng nữa thì khả năng giá cám của chúng ta sẽ bắt đầu giảm. Tuy nhiên thì một tin không vui cũng bên lề, đó là cái tin heo cơm vẫn về các cửa khẩu ở miền Tây lây rai. Hiện tại vẫn đang có giá là 56 đến 57 đồng một ký, giá 55 thì chưa có. Đây là hai cái thông tin bên lề mà em muốn đưa trước cho mọi người. Và quay trở lại với thông tin giá cả thị trường heo hơi trong ngày hôm nay, ngày 22 tháng 2 năm 2024. Thì tại khu vực miền Bắc giá heo vẫn giữ giao dịch quanh cái mức là 56 đến 58 nghìn đồng một ký. Trong đó mức phổ biến là 56 đến 57 nghìn đồng một ký. Như vậy chúng ta thấy là xu hướng là bắt đầu giảm nhẹ tiếp tục. Lực tấp heo vào gột đã bắt đầu có lại lay rai ở vùng giá trên, do thấy giá sau Tết không giảm, trong khi giá cám hạ mạnh khiến cho nuôi gột có công hơn. Ngoài ra, thương lái kỳ vọng tiêu thụ của thị trường sau rằm tháng Giêng sẽ tốt hơn. Tại các trại gột quanh chợ Ngọc Lũ, lượng heo đưa vào gột đạt từ 5 đến 7 xe trên ngày, chủ yếu là heo từ khu vực miền Trung, và giá lên xe quanh vùng mức giá là 54.500 đồng một ký, biểu khoảng 110 trên ký trên con. Như vậy là chúng ta thấy là sau một thời gian chờ đợi cái giá nó không xuống, thì bắt đầu khu vực nuôi gột miền Bắc đã bắt đầu tấp vào gột.
Tuy nhiên tại đây chúng ta thấy thông tin là giá cám bắt đầu giảm, nhưng trên cái nhóm thông tin cám thì em chưa nhận được thông tin giảm giá cám của các công ty thưa mọi người. Thông tin từ chợ đầu mối Ngọc Lũ cho biết thêm, lượng heo về chợ ngày hôm nay đạt trên 3.000 con, trong đó là có 8 đến 9 xe heo từ miền Trung đưa ra. Ngày hôm qua thì chỉ là 2.500 con thôi mọi người. Giao dịch tại chợ thì heo về nhiều, trong khi khách tới chợ ít nên chợ bán yếu, với giá heo đầu là 60.000 đồng một ký. Giá này ngang bằng với giá hôm qua, phổ biến là mức 56-57.000 đồng một ký, hàng chăn dưới 50.000 đồng một ký và tồn lại gần 1.000 con. Như vậy thì chúng ta thấy là mặc dù là heo đã tấp vào gọt có lại, nhưng cái nguồn heo của chúng ta cũng còn quá nhiều, nhất là ở khu vực miền Trung đưa ra Bắc. Cho nên là hiện tại là nguồn cung đang dư thừa mọi người. Cho nên giá cả thì chúng ta cũng chỉ mong mà trong cái vùng mức giá 55, dao động 55 cho đến gần 60. Em nghĩ như vậy là chúng ta cũng tương đối là vui rồi. Và trong video trước thì do hôm qua em bận không làm video được, thì chúng ta cách đây một ngày, chúng ta chỉ có thông tin từ anh Tình báo là Tiên Lữ Hưng Yên, anh cân được 58, biểu 128kg. Nhưng mà chắc khả năng là ngày hôm nay thì với cái giá 58 thì chúng ta là tương đối khó bán rồi ở khu vực này. Cụ thể thì giá heo công ty ACB tại khu vực miền Bắc ngày hôm nay ngày 22 tháng 2 năm 2024 đang dao động ở mức giá là 58-62.000 đồng một ký. Giá này không thay đổi so với ngày hôm qua. Còn heo dân ở Thái Bình đang giao dịch ở mức giá là 55-57.000 đồng một ký. Giá này ngang bằng với giá ở Hà Nội và cũng không thay đổi so với ngày hôm qua. Còn tại Bắc Giang thì đang giao dịch ở mức giá là 55-58.000 đồng một ký. Như vậy chúng ta thấy vùng giá ở khu vực quanh Bắc Giang vẫn còn giữ được giá 58.000 đồng một ký trong ngày hôm nay. Đến với thị trường heo hơi tại khu vực miền Trung thì khu vực này là được hưởng lợi từ việc là giá heo miền Nam tăng lên. Tuy nhiên thì giá heo miền Bắc lại có chiều hướng giảm lại. Mặc dù đã có sự gọt nuôi gọt trở lại, tức là ở miền Bắc đã đóng nuôi gọt trở lại, tuy nhiên thì giá heo miền Trung trong ngày hôm nay cũng có xu hướng là giảm nhẹ mọi người. Có thông tin từ anh Tân Hồ báo là Phú Mỹ Bình Định heo dân là đẹp chỉ được giá 50. Còn anh Hội Võ báo Đắk Lắk heo năm sau căng được 55 năm. Chị Lệ Hồng thời báo An Khê Gia Lai heo đẹp được giá 55. Tuy nhiên thì khu vực cánh Bắc miền Trung mọi người thì chúng em vẫn thấy là anh em đang rao bán ở mức giá là 54-56.000 đồng một ký, tùy theo cái cấp độ đẹp xấu của heo. Khả năng heo năm sau thì được là 55-56 mọi người, còn các loại heo khác thì hơi thấp hơn một xíu. Ở đây chúng ta biết rằng ở khu vực miền Trung này mọi người, sau khi là cái vấn đề mà chăn nuôi gây khó khăn ở các vùng như là thủ phủ chăn nuôi Đồng Nai ấy, lấn cấn về cái giấy tờ hoặc là quy hoạch đất, thì các công ty gia công tập trung đổ bộ vào khu vực miền Trung rất là lớn. Cho nên là miền Trung và Tây Nguyên là cái dư thừa nguồn cung, cho nên bắt buộc là muốn tiêu thụ thì phải chuyển ra ngoài cánh phía miền Bắc hoặc là vào trong Nam. Cho nên là chúng ta thấy là ở đây là phụ thuộc vào giá heo hay đồng cả nước. Hầu hết là khu vực miền Trung luôn luôn đi thấp hơn. Đó là cái vấn đề chúng ta phải hiểu khu vực này. Và hiện tại như một số thông tin là tại Bắc miền Trung thì đối với giao dịch ở mức giá là 54-56 mọi người, thì chỉ mong là cánh miền Bắc tấp vào gọt mạnh hơn thì khả năng là cái lượng heo mới giảm bớt đi. Còn nếu không thì tiếp tục các công ty sẽ, tức là giá heo của chúng ta ở khu vực này sẽ rất là chậm, không lên được. Cụ thể thì giá heo công ty CP tại khu vực Bắc Trung Bộ đang có giá là 59-62.000 đồng một ký. Giá này không thay đổi so với ngày hôm qua. Còn Nam Trung Bộ thì đang giao dịch ở mức giá là 56-58.000 đồng một ký. Giá này cũng không thay đổi. Còn heo dân tại Nghệ An thì đang giao dịch ở mức giá là 55-56.000 đồng một ký. Bình Định thì đang giao dịch ở mức giá là 53-55.000 đồng một ký. Giá này giảm đi 1.000 đồng so với giá dưới, bởi vì ngày hôm qua là 54-55. Còn Đắk Lắk thì đang giao dịch ở mức giá là 54-55.000 đồng một ký. Giá này cũng không thay đổi so với ngày hôm qua. Tại khu vực miền Nam thì giá heo hơi ngày hôm nay đã chuẩn đà tăng và đang giao dịch ở mức giá là 56-58.000 đồng một ký. Thương lái họ cho biết thêm thì trong những ngày cuối tuần thị trường miền Nam sẽ giao dịch chậm trở lại do là ngày ăn chay, tức là chúng ta vào ngày rằm tháng giêng. Thông tin tại chợ đầu mối Tân Xuân cho biết thêm là sau phiên thua lỗ ngày hôm qua thì thương lái ngày hôm nay có sự là
xu hướng là giảm lượng heo giết mổ. Theo đó là lượng heo nhập lò rạng sáng nay giảm còn hơn 4.500 con, nhập chợ là đạt hơn 4.300 con. Trong đó là heo nhỏ vẫn có khoảng 800 con. Như vậy là chúng ta thấy tình hình heo bán chạy dịch vẫn còn. Thì giao dịch tại chợ là chợ bán không được giá từ đầu phiên, cuối phiên rớt còn từ 54 đến 55.000 đồng một ký trở lên, kéo giá bình quân hôm nay đạt quanh mốc là 61 đến 69.000 đồng một ký tùy theo loại heo, thấp hơn ít nhất là 4.000 đồng một ký so với giá heo vốn, cho nên là thương lái tiếp tục thua lỗ. Ở đây là giá này là giá heo mảnh nha mọi người. Trong video trước chúng ta có thông tin từ anh Quỳ Ân báo Đồng Nai là chốt giá được 57 rồi, còn chị Bé là báo Bà Rịa Vũng Tàu lái trả 54 nhưng chưa bán. Anh Trung Nguyễn báo Vũng Tàu sáng nay trại Xuân Tắng bán được 60.000. Anh Lê báo Trà Vinh là giá 54 mà chưa bán. Anh Khương Trần báo là Đồng Tháp mới căng giá 55. Phúc Giao báo Mỏ Cày Nam tỉnh Bến Tre 57 heo vip xô 125 kg. Anh Đức Võ báo Tiền Giang lái trả 55 rồi. Anh Hành Khách báo Sóc Trăng mình bán được giá 56. Thảo Ngọc cũng có là lấy cặp 56. Tuy nhiên nhà chị Thị Lê chia sẻ là hôm Tết bán được 50 thôi. Thì cũng xin chia buồn cùng chị và cố gắng lứa sau chị ơi. Và cuối cùng chúng ta có tin nhắn từ anh Mạnh Vũ. Anh nói là năm 2024 đúng như dự đoán là sẽ có giá 60. Thì ở đây cũng chúc bà con và kể cả em có cái công trong chăn nuôi. Như vậy thì cũng xin cảm ơn anh. Và cũng rất là mong được như vậy. Chúng ta cứ vòng vòng mà giá 60 thì cả đôi bên đều vui. Tức là bên cung và bên cầu. Và đó cũng là tất cả những thông tin về cái thị trường heo hơi trong ngày hôm nay em nhận được. Và ở đây em lưu ý mọi người một lần nữa, thông tin giá heo mà em báo ra là cái giá của heo CP, giá heo ba máu thương phẩm, còn giá heo ở từng vùng khác nhau có thể chênh lệch lên hoặc xuống một xíu gì đó tùy theo cái độ đẹp và khi chúng ta bán ra là heo no heo đó nữa. Thì mấy ngày hôm nay em cũng cố gắng mới về thôi cho nên là cũng định chia sẻ về cái bài mà cái câu hỏi trả lời câu hỏi của một bạn là nói làm sao để heo nó không bị stress và cách mà chúng ta lọc lựa cho heo nó đều trong ô. Đây là câu hỏi khá là hay mọi người. Tuy nhiên thì khá hay cho nên là em cũng phải làm một video cho nó đầy đủ, chỉnh chu. Thì cố gắng video sau đây em sẽ làm. Bởi vì ngày hôm nay em làm rồi nhưng em thấy nó không hay cho nên em không đăng. Thì em chỉ đăng đến đây thôi. Thì mọi người chờ ngày mai em sẽ cố gắng là đăng cái bài này cho mọi người. Bởi vì để trả lời được câu hỏi này thì em nghĩ là chúng ta đã phải có kinh nghiệm trong chăn nuôi mọi người. Và giải quyết được vấn đề stress trên heo. Tức là giai đoạn đầu tiên heo con nhập về mọi người. Thì coi như là chúng ta đã giải quyết được cái bước đầu rất là quan trọng. Chúng ta đã đi nói chung là có thể là thành công bước 1. Và lọc lựa mà heo đều trong ô nữa thì quá tuyệt vời rồi. Có khả năng là đi cả cái quy trình luôn. Chúng ta chỉ thiếu cái vấn đề là kháng sinh thôi. Còn đến đây thì em xin dừng video. Và cũng mong rằng sắp tới chúng ta sẽ nhận được thông tin là giá cắm sẽ tiếp tục giảm. Và giá heo thì không giảm thêm. Đấy là những cái mong muốn trong tương lai. Còn bây giờ thì em xin chào và gặp lại. Chúc mọi người sức khỏe và chăn nuôi thành công.